Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong các clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái chương 1 rồi đúng không nào? Trong cái bài 20 là cái phần ôn tập thì ở trong cái phần sắp bài tập này thì nó không có em ạ. Mà nó chuyển từ bài 19 sang cái bài 21 luôn. Được chưa nào? Như vậy thì ở trong cái phần sách giáo khoa thì thầy đã quay xong cho các em ở phần lý thuyết cũng như là giải em các cái bài tập ở trong sách giáo khoa rồi. Thì các em cứ vào kênh các em xem ở cái chương trình sách giáo khoa và hoàn toàn miễn phí các em nhé. Và nghĩa là thầy, nguyên tắc của thầy là sẽ quay ở sách giáo khoa trước, sau khi em nắm ở sách giáo khoa rồi thì thầy sẽ quay tiếp tới là sách bài tập để mà củng cố cho các em. Và riêng phần sách bài tập toán lý hóa sinh cũng như là chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học và hóa học là các em phải đăng ký khóa học online, các em nhận đầy đủ đường link các em nhé, cũng như coi như là ủng hộ thầy thôi. Ok, được chưa nào? Thì trong clip hôm nay chúng ta sẽ đi sang vào cái bài 21, đó chính là nam châm vĩnh cửu. Thì ở trong phần lý thuyết thì chúng ta đã biết rồi, nam châm thì nó sẽ có đặc tính là gì em? Nó hút sắt và nó gồm cả hai cực, đó chính là cực bắc và cực nam, không? Cực bắc và cực nam. Thì cực bắc thì nó được sơn thường như này này em, tại nhắc lại một xíu thôi, cực bắc thì nó thường được sơn màu đỏ và ký hiệu chữ gì em? Chữ N. Còn cực nam thì thường là ký hiệu thường là sơn màu gì, màu xanh, và hay ký hiệu là chữ S ha, ký hiệu bằng chữ S, được chưa nào? Và các em nhớ là như này, nếu mà hai nam châm để gần nhau thì sẽ tương tác với nhau. Các cái cực mà cùng tên ví dụ như là N với N, S với S thì nó sẽ như nào? Đẩy nhau hoặc hút nhau, nó sẽ đẩy nhau. Còn nếu như mà khác cực, ví dụ N với S nghĩa là cực bắc với cực nam thì nó sẽ hút nhau. Còn bắc với bắc, nam với nam thì nó sẽ đẩy nhau. Nhớ em thầy như vậy trước khi mà chúng ta đi làm cái phần bài tập, được chưa nào? Ok, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi ở trong cái phần này thì nó gồm có 11 câu em nhé, 11 câu, chắc thầy sẽ làm 2 clip, được chưa nào? Ok, ta sẽ đi sang ở cái câu đầu tiên. Vật lý lớp 9 thì có chương 1 là có bài tập tính toán nhiều em. Còn qua những cái chương này thì gần như lý thuyết nó cũng khá là nhiều nha. Có một số quả đấm có một số quả đấm cửa làm bằng gì? Làm bằng đồng. Các em để ý này, cái chất liệu này. Và một số quả thì làm bằng sắt mà đồng. Nghĩa là gì? Sắt mà đồng thầy giải thích xíu này. Nghĩa là ở bên trong thực chất của nó là sắt, nhưng mà nó phủ ở bên ngoài một cái lớp gọi lớp đồng. Các em hiểu nè, đó, mà đồng. Hãy tìm cách phân loại chúng. Thì bây giờ như thế này, chúng ta đã biết được là gì? Nam châm thì sẽ hút gì? Hút sắt nhưng mà không hút đồng. Các em ạ, bây giờ các em sẽ đưa các cái quả này này, tại vì người ta đang trộn lẫn vào nhau mà chúng ta chưa phân biệt được đúng không? Thì các em sẽ đưa các cái quả này gần gì? Gần nam châm. Và các em biết rằng là nam châm sẽ hút sắt nhưng không hút đồng. Nên nếu như cái quả nào cái quả đấm nào mà bị nam châm hút thì đó là cái quả bằng đồng hay là quả bằng sắt mạ đồng em. Nếu mà bị hút thì cái quả đó chính là bằng sắt mạ đồng. Còn riêng cái quả nào bằng đồng thì nó không hút. Như vậy chúng ta sẽ phân biệt ra hai nhóm. Em hiểu chưa nào? Rồi ok, chúng ta sẽ ghi câu trả lời vô hôm thầy. Như vậy thì đưa các cái quả đấm cửa lại gần cái thanh nam châm, được chưa nào? Vì nam châm đã hút cái gì em? Nó hút sắt. Nam châm hút sắt và không hút đồng. Đó, em phải nêu được cái này trước để giáo viên hiểu trước ha. Nên nếu cái quả đấm nào cái quả đấm cửa nào mà bị nam châm hút ha, bị cái thanh nam châm hút thì sao ghen? Thì nó làm bằng sắt mạ đồng, đúng chưa? Còn cái đấm cửa nào không bị
thanh 500. Hút. Thì đó là quả đấm làm bằng đồng đó, ta phân biệt rõ ràng là như vậy. Cứ anh nào hút á, đó chính là nó tóm lại cái nhanh dễ hiểu, đó chính là cứ 500 mà không hút thì là bằng đồng, còn anh nào mà bị hút á thì đó chính là sắc mà đồng. Vậy thôi, là chúng ta sẽ phân thành hai nhóm rõ ràng như vậy. Ta đi sang câu số 2 để chưa nào. Ta đi sang câu số 2 em. Ở chỗ thầy đang mưa em. Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới đó mà. Chỗ em có mưa không? Có hai thanh thép luôn hút nhau. Ha, có hai thanh thép luôn hút nhau, bất kể đưa các đầu nào của chúng lại gần nhau, ha. Có thể kết luận được rằng một trong hai thanh thép này không phải là 500 hay không? Được chưa nào? Như vậy thì ở đây á, có hai thanh thép luôn hút nhau, bất kể đưa đầu nào của chúng lại gần nhau, đầu nào nó hút em ạ. Có thể kết luận rằng một trong hai thanh này không phải là 500 hay không? Đó. Như vậy thì theo em có thể kết luận được hay không? Hả? Nghĩa là chúng ta có thể kết luận, tại vì theo nguyên tắc mà hồi nãy thầy đã nói rồi, nếu hai 500 mà hút nhau, nếu hai cực của nó như nào các em, khác tên, nghĩa là Bắc với Nam hoặc là Nam với Bắc, còn đẩy nhau nếu như hai cực cùng tên, nghĩa là Nam với Nam hoặc là Bắc với Bắc thì sẽ đẩy nhau. Chúng ta phải hiểu nguyên tắc đó trước, được chưa nào? Nhưng mà chúng ta có thể kết luận được rằng một trong hai thanh này chắc chắn là như nào, không thể nào là 500 được. Nếu như mà 500 thì nếu các em quay cùng đầu mà cùng cực thì nó sẽ đẩy nhau nghe, có đúng như nào? Mà ở đây á, nó quay đầu nào thì nó cũng hút nhau, chứng tỏ một trong hai thanh này không phải là 500 là chính xác, ha. Bởi vì nếu như cả hai đều là 500 thì khi đổi đầu mà nó cùng cực á, thì nó sẽ như nào? Nó sẽ đẩy nhau ngay, nó sẽ đẩy ra chứ nó không bao giờ nó hút. Em hiểu chưa? Ok, em ghi lại như này. Có thể kết luận, ha, được rằng một trong hai thanh này không phải là 500, được chưa nào? Bởi vì nếu cả hai đều là 500, đó là thì khi đổi đầu chúng sẽ như nào? Chúng sẽ đẩy nhau, đúng chưa? Mà ở trong khi đây thì khi mà đổi đầu thì nó vẫn hút nhau, nó luôn luôn hút nhau, mặc dù là đầu nào nó cũng hút, chứng tỏ là chúng ta có thể kết luận là một trong hai này không thể nào là 500 được, chính xác chưa nào? Ta đi sang câu số 3 nha. Ta sang câu số 3. Nêu các cách khác nhau để xác định tên cực của một thanh 500 khi màu sơn. Cho thầy bị hơi cảm chút. Khi màu sơn đánh dấu cực đã bị tróc hết. Nghĩa là ở đây các em thấy là hiện tại bữa nay trong phòng thí nghiệm thiết bị á, thì có một số cái 500, ví dụ màu đỏ màu xanh nó bị bong tróc rồi hết các em ạ. Như vậy thì nó còn cái lõi thôi đó. Thì bây giờ chúng ta làm như nào để xác định được cái cực của nó, để chúng ta đánh dấu lại cho chính xác cực Bắc với cực Nam đó. Thì cái các cái cách xác định của một cái thanh 500 khi mà màu sơn của nó tróc hết thì theo em chúng ta cần phải làm như nào đây đó. Đầu tiên chúng ta dựa vào cái gì nè? Đó chính là chúng ta dựa vào cái sự định hướng của thanh 500 trong từ trường của trái đất trước, được chưa? Đó. Hiểu nào? Ok. Cách thứ hai là chúng ta sẽ hiểu về nguyên tắc của nó là gì. Hai cực mà khác nhau á, Nam với Bắc thì sẽ hút nhau, còn cùng
nhau, cùng cực với nhau, dù nam với nam, bắc bắc thì nó sẽ đẩy nhau. Thì chúng ta sẽ dùng một cái thanh 500 khác em, để chúng ta xác định. Cái thanh 500 này á, khi chúng ta dùng á, là cái thanh 500 chúng ta đã biết chính xác là nó là cực bắc hay cực nam. Sau đó chúng ta đưa vào cái chỗ thanh 500 này là bị tróc tróc sơn đây này, thì nó sẽ ra hai trường hợp. Nếu đưa vào mà chúng hút á, thì tên cực nó sẽ khác nhau. Còn nếu nó đẩy á, thì ngược lại. Ví dụ như chúng ta lấy cái 500 ở đây, ví dụ bên đây là cực cực nam đi, bên đây cực bắc đi, mà chúng ta đưa vào thanh 500 kia mà nó hút á, thì chứng tỏ ở đây nam thì bên kia sẽ là bắc, cái cực ở bên đây sẽ bắc. Còn nếu nó đẩy, nghĩa là ở đây nam thì bên kia cũng sẽ là nam, chúng ta sẽ đánh dấu được. Em hiểu chưa nào? Rồi, như vậy thì bây giờ cái cách xác định này, thì hồi nãy thầy ban đầu thầy nói là dựa vào cái sự định hướng của thanh 500 trong cái từ trường của trái đất. Thì ở trong phần lý thuyết, ở trong sách giáo khoa thì thầy cũng đã nói chỗ từ trường trái đất này rồi. Khi chúng ta quay bao nhiêu vòng đi chăng nữa thì nó luôn luôn là gì em? Dựa vào cái từ trường của trái đất thì khi mà cái 500 nó ở vị trí công bằng thì chúng ta sẽ đánh dấu được là gì? Cực bắc và cực nam. Các em hiểu nào? Nhưng mà thì cái cách làm như thế này em, thầy bày luôn này. Chúng ta sẽ dùng cái dây, một cái dây chỉ buộc giữa, được giữa vào cái thanh 500. Rồi treo lên. Khi 500 cân bằng, ở vị trí cân bằng em, thì chúng ta sẽ đánh dấu cực chỉ về hướng bắc. Đó chính là cực gì em? Là cực bắc, hiểu chưa nào? Và cực còn lại chắc chắn sẽ là cực gì? Cực còn lại là cực nam. Ok, đấy là cách thứ nhất dựa vào từ trường của trái đất là như thế. Còn cách thứ hai đó chính là chúng ta dùng một cái thanh 500 khác. Và cái thanh 500 này á, là chúng ta đã biết tên cực, nghĩa là đã biết được tên cực xác định. Tên cực xác định nghĩa là chúng ta đã biết được cực bắc và cực nam của thanh 500 khác đó. Nhưng mà chúng ta nếu đưa vào mà chúng hút nhau thì tên cực như nào? Thì tên cực sẽ khác nhau, đúng như nào? Và ngược lại, ta ghi vàng ngược lại vậy thôi, là chúng ta sẽ tự hiểu được chưa nào. Còn nếu như mà chúng đại nhau thì tên cực nó sẽ giống nhau. Các em hiểu nào? Thầy ghi như vậy chắc có lẽ các em hình dung và biết cách làm chứ không? Ok, rồi chúng ta sẽ đi xem câu số 4 em nha. Câu số 4 ta đi sang cái câu số 4 em. Quan sát hai thanh 500 trong hình 21.1 đây em, hình 21.1 đây. Giải thích tại sao thanh 502, thanh 502 đây em, lại lơ lửng trên thanh 501, lại lơ lửng trên thanh 501 đây em nhìn nè. Ở đây em thấy nó cùng màu, nghĩa là cùng cực này. Mà cùng cực thì nó như nào? Nó sẽ đẩy nhau. Em hiểu nào? Nó cùng cực nên nó sẽ đẩy nhau. Và cái lực đẩy này này, nó cân bằng với gì? Nó cân bằng với cái trọng lực. Các em nhớ, cân bằng với trọng lực làm cho cái thanh 502 này nó sẽ lơ lửng, nó sẽ lơ lửng trên cái thanh 501. Được chưa? Như vậy thì ở đây các em sẽ ghi giúp thầy như này. Ta nhận thấy rằng hai cái thanh 500
trong ống có cực cùng tên ở gần nhau nên như nào, nên nó sẽ đẩy nhau. Các em hiểu nào? Như vậy thì cái lực đẩy này nó cân bằng với trọng lực. Trọng lực B thì chúng ta được học rồi ha. Làm cái thanh 520 lơ lửng trên thanh 501. Được chưa? Đó. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay cho em ở cái bài 22 nhé. Còn cái clip từ cái bài số 5 cho tới cái bài số 11 thì thầy sẽ quay ở trên kênh không công khai. Nên em muốn có đầy đủ đường link thì chúng ta bắt buộc phải đăng ký vào khóa học online của thầy. Hoặc là chúng ta có thể nhờ thầy tư vấn này kia nọ, là quay số điện thoại là 0348610656 em nhé. Còn riêng phần sách giáo khoa thì đã có sẵn ở trong kênh và hoàn toàn miễn phí. Các em cứ vào đó các em xem. Và nhớ khi xem thì chia sẻ bài giảng với thầy, click quảng cáo. Rồi like, comment tích cực ủng hộ thầy em nhé. Ok, cảm ơn em, bye bye nhé.